vẻ như Mary đã tìm được cho mình một ngôi nhà mới thật là đẹp. Ồ, đẹp thế nhở? Và bây giờ thì là giới thiệu với hàng xóm nhé. Ôi, đây không phải là cách tốt nhất đâu. Thật là may, Quentin là một quý ông thực sự và luôn giúp đỡ các cô gái. Nhưng Mary có thể tự đứng dậy được mà. Cái này là cái gì nữa đây? Ồ, wow, trời ạ, đây là Wednesday. Vâng, đây là những người hàng xóm. Thật tốt khi họ sống trong những ngôi nhà khác nhau. Các bạn đang ở trên kênh Munchino và đây là thử thách ngôi nhà một màu. Có vẻ như là Quentin đã quyết định bắt đầu với sân nhà rồi. Ừ, cái màu xanh này thật là đẹp. Cậu làm tốt lắm, đang làm rất là tuyệt vời. Ồ, cái này là làm rất là hay đấy chứ. Cái màu bị bắn ra mặt cậu ấy một chút, nhưng mà cậu ấy không hề lo lắng. Ngược lại, càng kích thích cậu ấy có chút phản kháng. Thế còn Mary thì sao? Ôi trời ạ, nếu mà sơn bằng sơn móng tay thì tốt nhất là sơn xong đến khi già nhá. Rõ ràng Mary cũng không đoán được điều đó, hoặc là đã được truyền cảm hứng từ Quentin người đã hoàn thành. Mary không chỉ có cái tinh thần cạnh tranh mà còn có một số ý tưởng. Ừ, có vẻ như là cậu ấy quyết định là sẽ bọc cái ngôi nhà bằng những cái bông màu hồng. Rất là tuyệt vời và rất là mềm mại. Ôi trời ạ, mình như kiểu đang ở trên đám mây vậy. Và có vẻ như Quentin đã quyết định thêm một ít giọt màu trắng vào đó. Nhìn trông cậu ấy thật là tuyệt vời. Và hình như là hơi quá đà và làm bẩn cả Mary. Và cả Wednesday nữa chứ. Ôi trời ạ, ở đây đừng có đùa với cậu ấy nhá. Quentin tự cầu hướng lấy mình đi. Một bàn tay khủng khiếp đang đuổi theo cậu rồi. Ôi thật là may mắn cậu ấy đã trốn trên mái nhà. Một lý do chính đáng để ăn mừng sự cứu rỗi và công việc hoàn thành sơn nhà bằng cách treo cờ Munchido. Có vẻ như Quentin vẫn không hài lòng lắm với diện mạo ngôi nhà. Nhưng mà cậu ấy đã có ý định gì đó rồi. Cậu ấy sẽ sơn cái này màu trắng. Không biết bên trong sẽ như thế nào nhỉ? Ồ, một quả bóng đá sao? Rất là độc đáo đấy. Ôi, mình tự hỏi Mary định làm gì với những chiếc đĩa. Bây giờ chúng ta sẽ xem nhé. Ồ, wow. Trời ạ, cậu ấy đang trang trí mái nhà bằng chúng. Trông rất khác thường và phong cách. Nhưng mà coi chừng nha Mary. Mái nhà rất đẹp nhưng mà rất trơn đấy. Và lại còn một cái hình trái tim rất là tuyệt vời. Có vẻ như Quentin cũng quyết định trang trí mái nhà và quyết định làm bằng những cái nhãn dán này sao? Ồ, thế còn cửa sổ thứ hai thì sao? Có vẻ như là một cái bóng rổ thiếu một cái gì đó. Nhưng mà cậu ấy đã quyết định rồi. Có vẻ như là rất là tuyệt vời và đã làm một cái rất là tuyệt. Nào, bây giờ thì chúng tớ chờ cậu nhé. Ôi, đây là một cú ném không tốt nhất. Và có như là Wednesday không thích thể thao cho lắm. Mình chắc chắn rằng là lần sau Quentin sẽ cẩn thận hơn đấy. Còn Wednesday cũng quyết định làm cho việc nhà rồi. Và không phải là màu sáng nhất, nhưng mà theo phong cách của cậu ấy. Ôi, song sát trên cửa sổ. Tại sao mình không có ngạc nhiên chứ? Mình tự hỏi cậu ấy sẽ nghĩ ra một cái gì nữa. Thinh đã mang cho cậu ấy thanh kiếm sao? Ừ, vâng, chỉ có Wednesday mới có thể trang trí ngôi nhà như vậy đâu. Và cậu ấy lại có một ý tưởng nữa rồi. Vâng, nhưng cái mắt này làm cho Quentin sợ hãi luôn. Nhưng mà tất cả mọi thứ bên ngoài đã xong rồi. Vậy là bên trong đi vào thôi nhá. Vâng, Wednesday quyết định bắt đầu với đồ trang trí. Và tất cả những cái trang trí này từ con rơi. Nào, mình nghĩ là cái này đẹp đấy chứ. Ôi trời ạ, không có tay thì có ai có gì giúp được chứ. Vâng, bạn ấy đã giúp treo cả cái này và mang cả cây đến. Ôi trời ạ, nhưng mà cậu ấy chỉ không lấy một cái này không thôi. Cậu luôn có trang trí những thứ kinh nhất. Ồ, thế cậu còn ấy cần xẻng và xương làm gì? Cậu ấy định cho nó vào trong này sao? Ôi, trông thật là đáng sợ. Còn bây giờ thì tưới sao?
Mình sợ là không biết là nó sẽ có thể mọc gì ra. Ôi trời ơi là trời, từ dưới đất mọc cái tay lên. À còn đây là hộp thư dưới dạng quan tài. Vâng, Wednesday chắc chắn có một phong cách riêng rồi. Đáng sợ nhưng mà rất là phong cách. Quentin thì quyết định là trang trí sân của mình bằng một cây gậy thể thao và những cái đèn rất là tuyệt vời. Vâng, nhìn cái này trông rất là thể thao đấy. Các bạn không hiểu sao, bây giờ các bạn sẽ xem thôi. Hãy nhìn xem, đây là một cái sân bóng đá thực sự. Và có vẻ như là Quentin đang nghĩ ra có gì đó thiếu. À, đúng rồi, nó đây rồi, đây là các cánh cổng. Nào, bây giờ thì cần phải thử cái sân của mình ngay lập tức thôi. Quentin, chúng mình cổ vũ cho cậu đấy. Cố lên, cố lên, cố lên. Vâng, và rất là chuẩn xác. Xin chúc mừng Quentin. Oops, có vẻ như là cậu ấy đã vất vả cái gì đó. Đây là một cái thùng rác nhỏ. Và với Quentin, cậu ấy đã làm ra một cái hộp thư rất là tuyệt vời hình con nách. Nào, thế còn của Mary thì sao? À vâng, Mary, bà bắt đầu với cả một hòm thư rồi. Nhưng không phải là đơn giản như vậy đâu. Cậu ấy sẽ trang trí nó và biến nó thành một con chim hồng hạc. Rất là sáng tạo và rất là đẹp. Mình hiểu rồi, làm sao mà thiếu được đồ chơi mềm mại Hagiwagi được. Ôi, và một cái hình trái tim màu hồng này thay vì cái cây. Một lá cờ màu hồng và trái tim màu hồng để trang trí cho một sự bổ sung tuyệt vời. Và từ màu hồng này nữa, hình trái tim. Và tất nhiên là có thể trải cái này ra như thế này, cho thêm gối xinh nữa. Và tất nhiên là có thể làm một cái gì đó, viết nhật ký chẳng hạn. Điều duy nhất có thể đánh lạc hướng và các thành ngữ này của Quentin và những người tập đuổi theo quả bóng. Ồ, có vẻ như là có một cuộc xung đột giữa những người hàng xóm rồi. Nhưng mà Wednesday thì không quan tâm một chút nào. Cậu ấy có bầu không khí riêng của mình. Thật là tiện lợi khi cậu có một bàn tay có thể mang cốc tai đến cho mình. Nào, bây giờ đến lúc trang trí nội thất của ngôi nhà bên trong rồi. Trời ạ, có vẻ đi vào trong nữa sao? Để xem Wednesday sẽ làm gì nhá. Cậu ấy đang nghĩ rằng sơn bằng màu đen tất nhiên rồi. Trông rất là đáng sợ đấy. Nhưng mà Wednesday rất là hợp đấy. Bây giờ một số đồ trang trí, hình con rơi, sương và nhện. Nhìn này, kể cả Zing cũng có nhà riêng nhá. Dễ thương chưa này? À, mình nghĩ là sợ quá. Sau đó, Wednesday quyết định thu dọn đồ đạc. Bánh lốp xe sẽ được trang trí bằng một chiếc thuyền cũ. Và những cái này nữa. Còn ở một cái góc khác, cậu ấy xong sẽ cho một chiếc bàn cũ và những chiếc đèn dầu. Cậu ấy cần cái này để làm gì đây? À, tớ hiểu rồi. Làm sao mà có thể thiếu được những cái đèn và tất nhiên là mạng nhện với cả nhện nữa. Và tất nhiên là rất khó để tưởng tượng được cái này không có bóng bói. Và cậu ấy có một cách giao tiếp rất là thú vị với người thân đấy. Và chúng mình cũng gửi lời chào cho ngôi nhà của Adam. Thế còn Quentin thì có gì? À, cậu ấy cũng bắt đầu với cả cái sơn tường. Tớ đã quyết định là thêm hình nhà gian rồi. Và tất nhiên là nó sẽ sáng hơn của Wednesday. Nào, còn bây giờ thì cậu ấy quyết định là dán những cái miếng này lên. Trời ạ, không biết là cậu ấy định dán lên cái gì đây. Hình như là mình nghĩ ra, nhưng mà cái này từ Lego sao?
Bây giờ chúng ta sẽ xem nhé. Đây là một cái hình Lego rất là to. Wow, nhìn đây, cái này thật là độc đáo và rất là hay. Cậu ấy đã làm từ cái này Lego một cái móc khóa và những cái thứ rất là hay, trông rất đẹp và sáng tạo. Thế còn những thứ còn lại thì sẽ làm gì? Vâng, chúng cần phải đổ vào trong cái này. Đây là một cái kho lưu trữ tuyệt vời. Ngoài ra, Quentin quyết định là thêm một số Minecraft và treo dìu lên trên tường. Đấy. Đúng rồi Quentin. Thêm một cái ghế mềm này nữa thì rất là tuyệt vời. Có thể chơi Minecraft yêu quý. Quentin, cậu có nghĩ rằng là ở đây hơi tối không? Vâng, may thay là Quentin có một cái đèn rất là tuyệt vời từ ván trượt. Bây giờ chỉ cần vặn đèn vào nữa thôi và để bật lên nhé. Wow. Nào, thế còn Mary thế nào rồi? Đã đến lúc phải trang trí nhà cửa, cậu ấy đã sơn nó bằng màu hồng. Ôi, nhìn trông cậu ấy rất là tuyệt vời, rất là hồng hào. Nhưng mà vẫn còn chưa kết thúc đâu. Wow, trời ạ, cái này đẹp thật đấy. Đây là một cái trang trí quyến rũ nhất mà mình từng nhìn thấy. Đồng ý rồi đấy, thảm lông này không chỉ có thể bên ngoài mà còn bên trong nữa. Ôi, và tất nhiên là cả một cái gương hình cái con thỏ này rất là đáng yêu. Và ở phía bên khác thì cậu ấy làm một cái tủ. Ôi trời à, mình thích quá. Nhưng mà vẫn thiếu một cái gì đó. Không biết là cái gì nhỉ? À, đây là những gì thiếu. Đây, những cái hình này với những cái con kỳ lân trông rất là tuyệt vời. Tất nhiên là cả một cái lò nướng sao? Và tất nhiên là phía cuối cùng, đèn phát sáng nữa. Wow, Mary đã kịp làm bánh quy để ăn mừng cho việc cải tạo rồi sao? Cậu ấy đã quyết định tổ chức một buổi tiệc trà đào với cả hai Giwagi của mình. Mình nghĩ nó sẽ không quá mệt khi các bạn ấy có miếng nhẹ hơn. Nhưng mà bây giờ Mary sẽ rất là quan tâm đến họ. Nào uống đi uống đi. Ôi ngon thế nhở. Ừ đúng rồi. Nào mọi người đều trang trí bên trong rồi. Vậy là chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Có vẻ như là Mary đã quyết định chăm sóc cho ngôi nhà thú cưng của mình rồi. Wow, Mary tự làm mọi thứ sao? Mình chắc rằng là con mèo sẽ rất là hạnh phúc. Còn đây là con kỳ lân này sẽ thành người bạn yêu thích nhất của con mèo. Và đó chưa phải là tất cả. Làm sao mà thiếu được một cái giường treo ở trên này chứ? Mary quyết định làm rèm rất là đẹp. Đây, quá là tuyệt vời. Đấy, không thể nào mà làm được một cái nhà nào còn ấm ấm cúng hơn. Hãy nhìn xem nó thích như thế nào. Mary, cậu bị sao vậy? Trời ạ, bây giờ thì đã hiểu rồi. Đây là chuột. Và không phải là chuột, mà là con thú cưng của Quentin. Mình phải xem Quentin sẽ trang trí ngôi nhà cho thú cưng như thế nào nhé. Nào, dụng cụ thể thao làm sao mà thiếu được. Và thêm cả những cái dụng cụ này nữa. Cậu nghĩ rằng là con chuột nó sẽ làm chứ? Trời ạ, cả bóng, cả cái này sao? Rồi, cuối cùng có một cái gì đó dành cho nó. Và tất nhiên là một cái giường hình xe. Mình chắc chắn rằng là nếu mà Quentin bé như vậy cậu cũng sẽ sống trong đó. Nhưng có vẻ như là con chuột cũng rất là thích đấy. Đặc biệt là từ cái giường này. Hãy nhìn xem, cậu có thể nằm và có thể bơi. Ui, mình biết là cậu rất là thích rồi. Ôi, thế còn Wednesday thì sao? Tình rõ ràng cũng muốn trang trí ngôi nhà của mình như vậy. Và Wednesday bắt đầu có một bức chân dung. Sau đó thêm bồn tắm, giường và một ít sơn móng tay. Ôi, quan tâm thật đấy.
Sao Thinh, đến lúc phải nhận ngôi nhà mới rồi. Có vẻ như là cậu ấy rất là vui khi rất là nhiều sơn móng tay. Và cái giường này rất là đủ mềm. Có vẻ như đến lúc phải bôi thêm một ít móng tay rồi. Mary đã quyết định là ra ngoài vào buổi tối và xem Munchido trên yêu thích máy chiếu của cậu ấy. Và như cậu ấy biết, việc xem phim luôn đoàn kết có thể hòa giải ngay cả những hàng xóm khác nhau nhất. Ôi, trong khi mọi người đang xem trên Munchido, chúng tớ mời các cậu like video này, đăng ký kênh và xem những khoảnh khắc tồi tệ sau vụ xả súng nhé. Mình bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? Đúng rồi, mình phải sơn nhà mình màu đỏ. Thật may mắn là mình có một miếng bọt đặc biệt cho dành cho loại này luôn. Những dấu vết này trông giống như những viên gạch vậy. Ồ, được đấy. Mình sẽ có thiết kế tuyệt vời nhất. Các bạn ơi, ghen tị đi. Chỉ còn một chút nữa thôi. Tuyệt vời. Sao? Đánh giá thế nào? Các bạn thích không? Ngôi nhà của mình hoàn hảo giống như mình vậy. Ồ, suýt thì quên á, phải trang trí nữa chứ. Mình sẽ làm như trong trò chơi của mình vậy. Mình sẽ cho thêm cả cỏ nữa. Đấy, đẹp chưa? Cái gì đây? Cửa sổ tròn sao? Đây không phải là phong cách của mình. Tốt hơn nhiều hơn so với hình vuông. Còn ở đây thì sẽ có cái thứ hai nhá. Bây giờ thì mình sẽ cho vài chi tiết nữa. Và ngôi nhà của mình quá là hoàn hảo. Ồ, đẹp quá. Ê, từ từ đã. Cái mái nhà này bị làm sao vậy? Sao nó vẫn trắng vậy? Không, như này không được. Bây giờ mình sẽ sửa lại tất cả những cái này ra. Ôi trời ạ, cái này lâu thế nhở. Rất là khó khăn đấy, nhưng mà mình vẫn chưa xong. Như này tốt hơn rồi. Bây giờ thì có thể là một cái mái nhà rất là tuyệt vời. Đây là một vấn đề khác rồi đấy. Màu sắc của sóng biển rất phù hợp với cái này. Còn bây giờ thì cẩn thận nhá. Bây giờ mình sẽ dán những cái này lên. Bạn nói sao? Rất tuyệt vời đúng không? Tất nhiên rồi, mình có những cái ý tưởng rất tuyệt vời. Bây giờ thì mình cho thêm cả đèn nữa nhá. Và tất nhiên là cả một cái ống khói nữa. Xin mời các bạn xem ngôi nhà ước mơ. Oh wow, có vẻ như Ken đã cố gắng hết sức mình rồi. Thôi được rồi, mình cũng phải bắt đầu thôi. Trước tiên mình cần trang phục của một nghệ sĩ. Tuyệt lắm. Còn bây giờ thì mình cần chọn màu. Mình nghĩ là mình sẽ chọn cái màu này. Barbie, đi làm việc thôi. Đẹp lắm. Còn bây giờ thì có thể sơn cả cửa sổ nữa rồi. Mình muốn vẽ một cái gì đó thật đẹp. Ví dụ như là hình trái tim. Đẹp quá. Cái nóc nhà này mình cũng sẽ sơn màu như vậy. Mình nghĩ mình sẽ làm nó sọc sọc. Wow, mình rất là thích nó luôn ý. Nhưng mà vẫn thiếu một cái gì đó. Mình hiểu rồi. Bây giờ thì mình cần phải thay quần áo của người làm vườn rồi. Mình sẽ làm những cái bông hoa rất là tuyệt vời ở đây. Nhưng mà cần phải tưới chúng đã. Ta-da! Oh wow! Trời à, những bông hoa thật là tuyệt đẹp. Bây giờ sân nhà mình sẽ luôn có mùi thơm tươi mát. Ôi, trông thật là đã dễ thương. Bây giờ thì chỉ cần làm nốt cái mái nhà này nữa thôi. Đó. Ôi không, cứu! Ôi, mọi thứ ổn. Mình vẫn ổn. Và còn không bị bẩn nữa cơ. Wow, ngôi nhà của mình trông thật là đáng yêu. Đây là ngôi nhà đẹp sao? Đừng có làm mình cười. Bây giờ mình sẽ cho các bạn biết thực sự cái này nghĩa là gì. Nó phải là có màu đen và chống cháy để khiến kẻ thù khiếp sợ. Ôi trời ạ! Ôi! Cứu thôi! Mẹ ơi! Oh wow! Sao? Bây giờ ổn chưa? Bây giờ thì mình cần một cái quyển sổ này. Bây giờ mình sẽ gọi như này. Zombie, mình đang gọi bạn. Nào, đến đây để hầu mình đi. Ui, ai gọi mình đây?
Mình đến đây thôi cô. Cái gì vậy bạn? Hãy đổi mũ bảo hiểm đi và trang trí ngôi nhà nhé. Ôi, mình có thể đi cái này mà không cần máy khoan. Trời à, lâu lắm à, tay mình chưa cầm những cái thứ này. Ở đây sẽ có những chùm đèn, còn ở đây thì là cửa sổ. Sang bên trái một chút đi. Ừ. Ôi, mình hiểu bạn rồi. Vâng, sẵn sàng. Giỏi lắm, bây giờ thì có thể ăn kẹo dẻo rồi đấy. Ôi, mình rất thích chúng. Ngon thế. Nào, bây giờ mình cần cho thêm một ít trang trí nữa nhé. Nào bay đi, những con rơi, hãy trang trí những ngôi nhà này nhé. Tuyệt, mình rất thích mọi thứ. Bây giờ đến lúc phải bật đèn lên rồi. À ừ, đúng rồi tay, cảm ơn nhá, đây là ý tưởng hay đấy. Không thể nào mà nói được, ngôi nhà mình tuyệt vời nhất. Ôi, cỏ xanh này không tốt đâu. Mình cần trang trí khu vực này bằng lọ thuốc của mình. Đấy, bây giờ thì là vấn đề khác rồi. Đất mục nát, cây cối khô hiếu và nghĩa trang với mộ tổ tiên, còn gì có thể tuyệt vời hơn chứ. Ôi, hoàn hảo. Điểm nhấn cuối cùng là lối đi phải được trang trí bằng nến. Đấy, bây giờ mình hài lòng rồi. Ôi, đây là những ngôi mộ thực sự sao? Ôi. Ê, không được vào đâu nhá. Ôi trời à, đây là hộp sọ sao? Ê, cậu làm tớ sợ thế. Xin lỗi, tớ không cố tình. Tại Wednesday đấy, cậu ấy trông đáng sợ quá. Ôi, có cái gì đâu. Kiểu trang trí này quá rung rợn và u ám rồi. Mình sẽ nghĩ ra một cái khác. Ồ, mình biết rồi. Mình nghĩ ra sẽ có cái gì. Và đó sẽ là cát mềm mại và dễ chịu. Đây chính là thứ mình cần. Mình sẽ lấy thêm một ít cát nhé. Và thêm một ít nữa. Đấy, bây giờ thì là hoàn hảo rồi. Ôi, bây giờ thì đến lúc phải chọn cây rồi. Cái này không phải, cái này cũng không phải. À, còn cái này thì được đấy. Tuyệt. Bây giờ chỉ thiếu mỗi cái ghế này thôi. Và tất nhiên là bộ quần áo thật là phù hợp rồi. Sao, các bạn có thích không? Ôi, mình nghĩ là rất hoàn hảo. Ê, bạn ơi, cho mình một quả dừa được không? Ôi, cảm ơn nhá. Trời ạ, mùi thơm quá. Mình rất là thích nước dừa luôn ý. Ngon quá. À, quên mất. Tất nhiên là cần cả những cái hàng rào này nữa rồi. Màu hồng thì có tuyệt vời. Bây giờ thì đã có thể nghỉ ngơi được rồi. Mình cảm thấy rất là vui với ngôi nhà của mình. Oh, wow. Trời ạ, thiết kế hay quá. Mình cũng muốn làm một cái trang trí sân của mình. Bắt đầu thôi. Cái này thật là tuyệt vời. Trời ạ, cái này là cái gì nữa đây? Ui, trời ạ, cậu đang làm gì ở đây vậy? À, trời đã. Trời ạ, cái này không sợ chút nào cả. Ê, đến đây nào cậu ơi. Thôi, đừng có sợ. Hãy làm mà quen đi. Đây là con cừu. Nó sẽ là sống ở đây nhá. À, suýt thì quên. Cần phải cắt một ít cây đi. Đấy, bây giờ thì vấn đề khác rồi đấy. Đấy, như này thì mình đẹp hơn rất nhiều rồi đấy. Bây giờ thì chỉ cần làm hàng rào nữa thôi. Để không ai có thể đến vào nhà mình được. Ê, trời ạ. Ôi, không thể nào mà quen được với cậu ấy. Mình đã làm rất tốt đấy chứ. Đó, thật tuyệt vời. Wednesday, cậu làm gì vậy? Chúng ta cùng nhảy thôi. Mình có một ý tưởng tuyệt vời đây rồi. Đã đến lúc phải trang trí ngôi nhà của mình từ bên trong. Mắt thần, nào dọn dẹp đi nào. Hãy để tất cả những thứ màu trắng chuyển sang màu đen. Tốt lắm,
Bây giờ thì hãy quay trở lại quan tài đi. Chân dung của người thân sẽ có ích. Mẹ và cha, chú và em trai. Có gì đó thiếu? À đúng rồi, mình đã quên mất tay. Mình sẽ cho cậu ấy mấy cái này. Và tất nhiên là cho thêm mình một chiếc dương ở đây nữa. Mình sẽ có chỗ để đặt cả cái này rồi. Còn cái đầu lâu này sẽ cho nó một cái gọi là phong cách hay. Vẫn còn thiếu một ít đèn. Mình sẽ cho một cái này vào đây này. Đấy, và tất nhiên là một chiếc đèn ở đây. Tất nhiên là đây là một chiếc tay thực sự của khủng long. Mình sẽ gọi cả nhện đây nữa. Ôi, xin chào. Các bạn ơi, làm cho mình một ít bằng nhện đi nhá. Đèn. Hoan hô. Ôi, nhưng mà ngồi này hơi khó chịu đấy chứ. Ghế mềm cũng không ổn đâu. Đấy, bây giờ thì mình thấy rất là hài lòng rồi. Oh wow, trời ạ, Wednesday đã trang trí bên trong ngôi nhà rồi sao? Thế còn mình thì sao? Tiếp tục nào Ken. Mình yêu màu trắng, nhưng điều này rõ ràng là quá nhiều. Vì vậy, mình sẽ sơn tường. Và mình sẽ bắt đầu với màu nước. Màu này sẽ mang lại cảm giác rất là phù hợp. Và nó còn rất là tuyệt vời với màu nâu đấy chứ. Còn màu nâu thì rất là tuyệt với cả màu xanh lá cây. Sẵn sàng rồi. Wow, trời ạ, à, cái này quá tuyệt vời. Nhưng mà sàn cứng thật đấy. Nhưng mà không sao, mình sẽ đặt một cái gì đó mềm mại ở đây thôi. Tuyệt. Còn ở góc này, mình sẽ cho cái sofa vào đây nhá. Không, tốt nhất là để ở giữa, để cho nó giống. Ô, và còn cả những cái tay này nữa chứ. Mình nghĩ thì Barbie sẽ rất là thích lắm khi mà đến nơi. Ở đây mình sẽ cho cái bàn. Còn ở trên tường, mình sẽ treo cả cái này lên. Ý tưởng hay đấy. Bây giờ thì mình có chỗ để đặt cả những cái thứ của mình rồi. Nào, đèn. Đó, một vài cái này thì quá là tuyệt vời. Bây giờ thì mình hiểu. Thực sự là cái này rất tuyệt vời. Ở này nhá. Và thật là tuyệt khi có một tách cà phê trong ngôi nhà như vậy. Oh wow, mọi người đã trang trí nội thất trong ngôi nhà mình rồi sao? Còn mình thì cũng phải làm điều này thôi. Mình biết rồi. Mình biết là mình cần cái gì. Tất nhiên là một tấm thảm mềm mại màu hồng rồi. Mọi người sẽ cảm thấy rất là choáng váng khi biết mình nghĩ ra điều gì. Một vài thủ thuật với chiếc kéo. Và sẽ có những cái đường sọc tuyệt vời này. Với cả nó, mình sẽ làm một cái này rất tuyệt vời. Sẵn sàng rồi. Trời ạ, nhìn trông thật là tuyệt vời. Ồ, xin chào Ken. Cậu mang cho mình cái này được không? Ừ, tất nhiên rồi. Dành cho cậu mọi thứ. Ui, nặng à không, nhẹ quá. Ôi, cảm ơn cậu rất là nhiều nhá. Cậu thật là tuyệt vời. Ôi, có gì đâu. Cứ có gì gọi tớ nhá. Tất nhiên là điều tuyệt vời nhất là sẽ là chiếc gương này. Xin chào người đẹp. Ồ, Ken, lại là cậu sao? Ừ, cảm ơn cậu. Cậu có thể cho tủ vào cái góc này. Ôi, không sao, mọi thứ thật ổn. Ôi, thật là hoàn hảo. Cậu thật là đáng yêu. Ồ, còn đây thì là một chiếc thảm trái tim. Và tất nhiên là một cái ghế ở đây để cho mình thật là tiện ngồi. Mình thấy rất là vui. Bây giờ mình sẽ cho đồ lên trên này như này. Và ở trên bàn mình cũng sẽ đặt cả đồ trang sức nữa. Đấy, tất cả mọi thứ sẽ để đây. Wow, còn nếu mà bật đèn thì sẽ còn tuyệt vời hơn nữa cơ. Bây giờ thì có thể gọi bạn bè đến đây rồi. Có mùi gì mà thơm thế nhở? Bây giờ mình sẽ xem nhá. La la la. Ồ, có cái gì vậy? Wow, Ken đang ăn thịt nướng sao? Wow. Ồ, trời ạ, gần xong rồi. Lật ngược thôi.
Ồ, Barbie xin chào. Xin chào Ken. Cậu đến đây đi. Thật không? Cảm ơn cậu rất nhiều nhé. Mình sẽ đến ngay đây. Chiếc burger này dành cho cậu. Chúc cậu ngon miệng nhé. Cảm ơn. Wednesday. Vào đi. Không, cảm ơn. Cái gì tay? Ok, thôi được rồi. Cậu biết cách thuyết phục đấy. Oh no, oh no. Bữa tiệc của những người hàng xóm. Ồ, cái này dành cho cậu. Nó rất ngon, tôi đã cố gắng đấy. Chào. Ừ, ngon thực sự đấy. Tuyệt. Chúc bạn ăn ngon miệng nhé. Ồ, McDonald's mới sao? Hình nhân viên đâu? À, cậu điên rồi à? Tại sao phải làm tôi sợ như vậy? Ôi, buồn cười mà. Bây giờ thì hãy chọn chiếc burger này nhé. Thôi được rồi, hãy cho mình chiếc burger. Ok, dễ dàng. Ê, tôi dù gì vậy? Đây, hãy thêm nước sốt burger này vào cho tớ nhá. Ờ, Tabasco sao? Thôi được rồi, không có vấn đề. Nào, có vẻ như đây là tất cả những thứ mình cần. Bây giờ cuối cùng mình cũng sẽ nấu ăn. Mình sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ? Chắc chắn là với thịt vậy. Ở đây chúng ta có thịt băm, tươi và trơn. Eo ơi, mùi cũng không được lắm. Mình thà làm việc với găng tay còn hơn. Đấy, thế này là xong. Bây giờ mình sẽ lấy một ít thịt và mình sẽ làm một miếng thịt từ nó. Không khó tí nào, bây giờ cho lên chảo nhá. Nào, bây giờ mình sẽ cho một ít hạt tiêu. Và bây giờ thì có thể lật nó rồi. Ôi, trời ạ, à, nó bị dính vào chảo rồi. Chắc là phải cố gắng một tí. Ôi, thịt đã dính lên trên trần rồi. Nào, xuống đi, xuống đi. Nào, nhanh lên, xuống đi. Ồ, may quá. Có vẻ như miếng thịt được rồi đấy. Ồ, mùi thơm thế. Mình sẽ cho lên trên burger, ở trên phô mai, dưa chuột, cà chua và ketchup nữa, mù tạt nữa. Và tất nhiên là sẽ cho một ít ớt cay nữa. Trời ạ, sao lại cái lọ này khó thế nhở? Mình thấy cậu cần giúp đỡ đúng không? Đưa lọ đây. Mình tay rất là dày đấy. Oh wow, cậu làm tuyệt lắm. Thôi được rồi, mình sẽ cho một miếng. Bạn chắc chắn là cần thêm không? Thôi được rồi, như bạn bảo. Còn đây là sốt của bạn. Nhìn bạn rất là thích ăn đồ cay đấy. Đấy, và burger sẵn sàng rồi. Ui trời ạ, à, sao mà cay thế này? Wow, cuối cùng burger của mình. Ôi nó thật là tuyệt vời. Mình rất muốn thử. Ăn thử thôi nào. Ui trời ạ. Ui trời ạ, đây là những gì mình thích. Cảm ơn nhá. À ừ, đúng rồi. Đây, tiền cho bạn nhá. Ôi, tiền đầu tiên của mình. Ôi, cái burger này rất tuyệt vời. Trời à, đốt cháy hết cả tiền rồi. Thôi được rồi, mình đi đây. Trời ơi, làm chẳng được cái gì cả. Ê, đi mất rồi. Trời ạ, sao đen thế này. Ôi, đây là McDonald's thực sự phải không? Xin chào. Ờ, bạn có thấy mình không? Mình ở dưới này này. Mình muốn ăn khoai tây chiên. Sẽ được rồi cô bé. Nào, với khoai tây chiên cần khoai tây. Và mình phải làm gì với nó? À đúng rồi, gọt vỏ. Ui, cái này không đơn giản như mình nghĩ đâu. Trời ạ, à, lại còn bị kẹt dao ở đây nữa chứ. Trời ơi. Ôi, cái gì vậy? Ôi, xin lỗi nhá, mình không cố. Thôi được rồi, mình sẽ thử dùng cái này. Mình giống như ninja rùa vậy. Thôi được rồi. À, cái này dễ hơn nhiều rồi đấy. Bây giờ cần cho khoai vào và cắt ra. May quá mình có cái này. Mô phát và những cái miếng hoàn hảo. Đây là những gì mình cần. Bây giờ cho vào dầu sôi được rồi.
Ôi, ấy, trời ạ, bán hết cả chả ra rồi. Ôi, nên là đọc nó vào. Ôi, phải dán nó như nào nhỉ? À, mày nướng. Ý tưởng hay đấy chứ. Mình sẽ cho tất cả mọi thứ vào. Trong khi nó đang nướng, mình sẽ thử làm cái giấy gói đặc biệt. Cần phải vẽ. Đấy, như thế này và xong rồi. Ồ, hay phết đấy chứ. Nào, khoai tây mình xong chưa? Nào, bắt lấy đây. Ồ, wow. Trời ạ, không làm hỏng cái nào cả. Thưa cô, đây, khoai tây của bạn đây. Trông cũng ổn đấy. Mùi vị cũng được. Còn vị thì sao? Ôi, đúng rồi. Cái này rất là ngon. Ôi, hình như em không có tiền. Đây, đây là những gì em có. Nữa thôi sao? Thôi được rồi, anh lấy cái này đi vậy. Hy vọng chúng ta sẽ hòa nhau, hạnh phúc ở lại nhá. Trời ạ, mình không chắc đây là mức lương xứng đáng đâu. Và lại không đồng cái tí tiền nào. Ôi, chiếc lò không có một cái gì cả. Ngày gì vậy? Ôi, và bụi ở đây không được bỏ lỡ. Ôi, đây là cái gì vậy? Đây là McDonald's phải không? Tuyệt, mày sẽ không từ chối một ly Coca đâu. Vâng, một chút ạ. Nào, mình sẽ lấy chanh và vắt lấy nước. Đúng rồi, mình sẽ cho thẳng vào trong cái này luôn. Ây, trúng mắt vào mình rồi, đau quá. Ôi, không thấy gì cả. Ôi. Không sao, mọi thứ đều ổn. Đây, Coca chuẩn bị đến rồi. Nào. Nào, cái này thì không được đâu. Mình sẽ cho thẳng vào trong máy xay sinh tố như thế này này. Bây giờ thì cần cho Sprite vào đây. Ừ, đây là những gì mình cần. Mình sẽ đóng nắp vào và xay nó ra. Ừ, nhận lấy đi những cái miếng này. Bây giờ cần phải rót nó ra như thế này này. Ôi, chắc là ổn. Nhưng mà không có đá. Và nó đây rồi. Ừ, bỏ ra kiểu gì bây giờ nhở? Nào nào, nhìn lên. Trời ạ. Đấy, được rồi đấy. Thế được rồi, mình sẽ cho tất cả mọi thứ đã bị rơi ra bàn vào trong này vậy. Một chiếc ống hút đẹp. Và bây giờ có thể cho được rồi. Mình sống rồi. Và còn cầm được cả ly. Trời ạ, một cái cốc không có gì. Không, mình sẽ không trả tiền cho cái này đâu. Chào. Ôi, lại không ra theo kế hoạch rồi. Thật là xui xẻo.